Hello, xin chào tất cả bạn, quay trở lại với channel của mình là Tea Gaming đây. Thì ngày hôm nay mình làm clip này để thông báo đến các bạn rằng là một tin buồn. Đó là cái series Minecraft đảo rồng của phần 2 của mình có lẽ sẽ bị dừng lại. Bởi vì do cái bản mod của game của mình cài vào game nó không thích hợp đối với máy mình. Máy mình thì yếu rồi đấy, các bạn có thể đã biết rồi. Thì mình cũng không hiểu là cái game Minecraft này chắc có lẽ là do bản mod nó nặng thôi. Còn mình thấy game Minecraft này làm gì bằng game AVK đâu mà mình thấy nó có vẻ là nó rất là nhiều lỗi. Thì mình rất là xin lỗi. Thì ngày hôm nay thì mình chỉ làm clip để review cái bản mod này cho các bạn xem thôi. Còn quay vào mình quay cái series kia thì nó toàn bị lỗi và nó sẽ gây ra cái bị crash game, bị dead game ấy. Mình không thể nào mà có thể là quay được, vì toàn bị lỗi file thôi. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái bản mod này như sau. Những cái mà mình biết thì trước tiên là đây là dòng lửa nên là thuộc hệ file. Đây hình như là bốn con đầu là thuộc hệ file, bốn con sau là thuộc hệ băng. Thì hệ file thì chỉ cần ấp bằng lửa là được. Còn hệ băng thì mình không biết là ấp bằng lửa nhưng mà ấp trên bảng, ấp trên tuyết hay là ấp bằng đá Niger, đá địa ngục thì mình cũng không rõ bởi vì mình ấp mãi không được. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ lấy hai quả trứng đầu tiên để thử. Mình sẽ review cho các bạn xem cái con rồng đẹp ở trong cái bản mod này. Kia là cái con rồng lửa đi, từ nào tôi đi up một con rồng forest. Thì nó ở đây thì nó có một cái gậy nếu bạn có thể giết rồng thì mình giết đầu của rồng và chế từ cái que để được cái gậy này để điều khiển con rồng. Có thể là cho con rồng bay hoặc nó cho nó đứng yên, tùy các bạn. Hai là cái giáp rồng thì mình sẽ mặc bộ này cho đẹp nhé. Blue, cái này là của rồng hệ băng, cái này nó không như nhiều. Thực ra thì nó chỉ chia làm hai hệ nó chứ không chia làm nhiều như kiểu cái session 1, cái series 1 ấy. Ok, con rồng đầu tiên lại em này, cho nó quay về một hướng nhất định. Hướng này, ok đi. Ok, cái thứ hai là về cái chăn rồng thì rất là cảm ơn các bạn đã bảo mình là cái Dragon mít này thì nó chăn rồng sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cả thịt bình thường. Cái này nó chế tạo từ xương của mấy con người xương ấy, và từ thịt sống thì thịt chín cũng ok, mỗi là thịt thúi anh được. Mình rất là chán bởi vì là quay clip và quay không biết bao nhiêu cái clip chúng ta bị lỗi, mình sửa không có được. Đấy, nó bị lỗi mà mình mất gần 2 tiếng thôi quay clip rất là chán. Giờ quay ra review mốt lại. Ok, mình sẽ xem nó lớn mắc lên vào một cái 500 máu à, 162 này. Nếu mình nuôi bình thường, nuôi thịt bình thường cần 162 ngày mới lớn được. Các bạn mình thấy đấy, dòng lửa nó không đẹp, nhưng dòng đây nó không đẹp bằng phiên bản 1, nó to hơn. Okay. Mình sẽ mặc giáp kim cương của nó đi. Tức là mặc được cái hay là được mặc cả giáp kim cương nó cũng đẹp nữa. À, các bạn nhìn thấy không, to không?
khó khi khủng khiếp luôn. Con rồng mà mình giết ở dưới hang ấy, tập một đầu tập thứ mấy nhỉ, tập thứ ba hay tập thứ hai là nó ngang ngang kích thước với con này đấy. Ok, con tiếp theo là rồng forest. Cái bọn nhảy nhảy này mình sẽ lấy kiếm băng đây, có hai loại kiếm, kiếm băng kiếm lửa đây. Thôi lấy kiếm lửa đi, kiếm lửa cho nó thốn. Như cái phiên bản này nó không cưỡi được rồng đó, mình không thể cưỡi, không được làm cách nào để cưỡi được, nó không sử dụng yên như bình thường. Thứ hai là mình sẽ up một quả trứng hệ băng thử xem. Hệ băng này thì mấy bạn bảo là up ở tuyết mới được thì mình nghĩ là không không được, mình sẽ up từ hai quả, một quả để ở tuyết, một quả để ở đá Niger xem được không. Đi đâu xa nhá, đi xa tí là thịt mày luôn. Đoạn lôi kiểu nó về đây nè, con rồng xanh này rất là nhìn rất là giống màu của đất này. Forest mà. Này nha, đã ra trong giây phút chờ đợi thì ra đốt luôn thế này. Rồng đây nó được cái là to đâu, còn đẹp này mình thấy là không đẹp bằng cái mốt kia. Mắc kịch kim nhá. Ok, kịch kim rồi. Giờ mình sẽ mặc áo giáp kim cương của nó, thằng xếp. Rất là ngầu. Mấy con ngu này nó chích chui vào lửa nó chết. Mấy con bọ nhầy này, nhầy này. Chưa lâu rồi đây, thì quả trứng này ấp rất là lâu, mình nghĩ là sẽ bị hỏng. Hệ băng là nó không thể ấp được. Bông tuyết, bông tuyết đó, sâu tuyết. Con. Ok, mất rồi. Có lẽ là nó chỉ sống ở trên tuyết thôi, chứ nó không xuống được dưới mặt đất à. Rất là buồn. Giờ mình đang rất là chán. Mình sẽ xem nào, sẽ đi tìm hiểu bản mốt nữa. Mong rằng có bản mốt liên quan đến rồng, nếu không thì mình sẽ làm một series khác. Rồi trứng nó hỏng rồi, đun lâu quá trứng nó không sinh được, nó hỏng. Đây, nói chung là mấy cái con kia thì cũng là thuộc hệ lửa thôi. Đây, nói chung mình up nốt hai con còn lại. Nốt đi. Mấy bộ giáp rồi? Một bộ này. Lấy cho đủ hai bộ đi.
nào ra ta sẽ xích cổ con đấy bạn. To như hai con này to bằng, trời ơi to, kiểu như là một khu nhà của người dân. Trói cổ, trói cổ, trói cổ, hai thằng mày vào. Đừng có đi đâu. Lôi lôi rồng này như kiểu là lôi lợn như này. Mày đứng đây nhá. Đi. Mình sẽ lôi nó từ đây đi. Con này xếp cho nó đẹp đẹp tí cho các bạn nhìn cho đẹp. Mấy con này chỉ màu khác thôi, nhưng mà thật ra nó vẫn thuộc hệ lửa. Ơ sao lại đốt. Tờ em ơi, đi đâu? Định đi đâu? Đi lang thang đặt cho bữa luôn. Cho nó quyền đi lại để mình dắt nó thăm nha. Kia lớn nó to, nó không thể, nó không thể nào là di chuyển được cách dễ nhất. Mắc kịch thuộc cho dạ. Ok, ôi còn một tí nữa vẫn chưa lớn hết. Ok chưa? Ô, 492. Mặc bộ áo giáp vào cho nó đẹp. Hôm nay là ngày tận thế của chúng mày. Tiếp tục đến con tiếp theo. Hôm nay rộng này là rộng đất ấy. Là đây là loài rồng to nhất ở trong Minecraft rồi. Mình thấy là con này là mấy con này là to nhất rồi chứ còn con nào to nữa. Con Ender mình thấy làm gì to bằng con này đâu. Ender là đối với Ender thì chỉ thấy to như kiểu bên Season 1 đó. Đấy rồng thực tế là rồng trong Minecraft. Con to nhất chắc chỉ có mấy con này. Sao này lớn nhanh. Ok xong rồi. Giờ mình sẽ cho các bạn thăm. Đây. Hai con rồng quay đít vào nhau. Hai rồng to. Xấu quá nhỉ. Sao rồi, ok các bạn đã thấy được loài rồng ở trong bản mốt này thì mình rất là xin lỗi là không thể lấy được rồng băng. Chắc mình không hiểu là cách ấp. Ở đây các quyển sách để hướng dẫn các bạn chế đồ. Nó bằng tiếng Anh thôi nên là mình cũng không hiểu tiếng Anh. Bạn nào dành tiếng Anh thì bạn có thể xem. Đây là hai cái kiếm, kiếm băng và kiếm lửa đây. Mình sẽ dùng để giết con rồng này cho các bạn thấy những cái vật phẩm nó rơi ra từ con rồng. Bỏ cái giáp này đã, chém giáp đi, mất công. Trời ơi, chém nó mất tí máu, mình sẽ mặt chứ. Một trăm linh tám rồi.
tận thế của rồng. Các bạn bắn cung một người đó hình như là không được. Cung là chỉ bắn vào ngực nó thôi, còn bắn vào chân nó, bắn vào người nó sẽ bị nó kiểu như là không thể nào mà xuyên được qua cái lớp giáp của họ. Ok, đây là mình đã giết được con rồng này, bây giờ mình sẽ thử lấy xem được những vật phẩm gì. Trước tiên là da, là lông, vảy rồng. Đây bạn thấy đây rồi, vảy rồng này. Con này có cả trứng luôn này. Cái con nào to nó có trứng luôn. Đấy, cách kiếm trứng đây. Xương rồng. Tim. Hết rồi. À đâu, trứng vừa lấy mình là của mình chứ. Con này làm gì có trứng màu này. Trứng vừa lấy mình vứt ở đấy thôi. Thôi xin lỗi. Giết đốt con này đi. Chỉ hại cho dân. 51. Thôi nó bay luôn ở đây. Các bạn thấy là nó bực tức và nó bay. Bay rất là cao. Và các bạn đuổi theo không thể đuổi được. Cách dễ nhất để bắt được cái con rồng này là chỉ sử dụng cái kiểu như cái phễu này. Cái này ai xem tung không này, sử dụng cái này để nó để hút. Đấy, rất là khó luôn ấy, nó lách các bạn ấy. Ok được rồi. Cái cách bắt rồng vào một cái để di chuyển rồng, còn bay thì mình không biết là bay con rồng kiểu gì. Đấy, click chuột phải thả ra. Đâu rồi, mất tiêu đâu rồi. Nó bị lung trong này mất rồi. Kệ đi. Ok thì clip của mình thì đây là kết thúc rồi. Mình rất là xin lỗi về phải dừng cái series Minecraft đạp rồng. Rất là chán, mình cũng buồn chứ. Hẹn các bạn ở clip sau. Series tiếp theo mình ý định làm thôi là khủng long, công viên khủng long, mong là sẽ thành công. Nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, một comment để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.